xinh thế nhở. Đây này có chị này. Chị này ra mà biết tí hại. Nhưng mà cũng không sợ hội ta này, không sợ đâu. Cẩn thận lên. Ôi! Kéo kéo lại để nhìn gãy chân thì chết. Ôi! Sợ lắm, sợ lắm. Con cam này này, cam này, cam. Cam mà ghê chưa, nó cứ đấy. Không. Ôi kìa, nó chết rồi. Hấu ơi, hấu, hấu như cam, hấu ơi, đi ra ngoài. Đấy, ôi dồi ôi. Đấy, may là trong này rộng quá. Chỗ này là bắc rộng rãi, phân xuống nhỉ. Đây, 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 run, run ra đây con. Hấu, hấu cứ coi như là không có đi. Đây, phải lấy cái khăn để lau. Ôi rồi, ôi rồi. Mỹ lại nhảy lên cam khổ bọn này. Hầm quá. Này đó. Đi đây à? Đi đây. Đi đây. Đi đây. Dầu ơi, con uống gì đây? À, gọi là nước. Đi uống nghịch nước à? Quen là nước. Ừ, đó, đó. Nghịch nước đấy. Đấy, con uống nước đi, con uống nước đi. Đâu cái này không. Cào đi, cào nghịch đó. Nóng quá. Nóng. Bẩn quá con dù này, dù này. Đừng nhấc nó mà. Dù đứng ra đây, ra đây, dù. Ngồi rồi, ngồi rồi. Ôi giời ơi. Loạn đấy cả lên. Đấy. Đấy. Ôi dồi. Ra đây con, đi ra đây chơi mọi người, cứ đi theo mẹ làm gì. Đấy con vào chơi mọi người đi. Đây, đại gia đình cục cải, mọi người nhìn thấy có đã không? Có đã đời không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Đây, nó có 8 rồi. Cứ đi theo mẹ ơi, thằng bé. Hôm nay là cùng gặp gia đình hiện tại đây là con 9 rồi. 9 chú chó. Nhìn rất là đã luôn mọi người, cực kỳ đã luôn. Đi đi vào trong kia với bắt nào, đi đi vào kia. À, ôi, ôi, bí ngô, bí ngô. À, đó, đi vào con, đi. Đi vào, đi vào, đi vào. Ôi trời, kìa, chạy. Vẫn cứ bám mẹ. Chỉ đi bám theo mẹ nữa, khổ quá. Là chỉ đi kè kè mẹ. Đi vào đây không? Không rời mẹ nửa bước. Ê, ôi, chị ấy, nó lên rồi, ông bí. À đấy, khổ thân. Đi ra đây, hậu. Bác sợ trong nhà rồi bạn ạ. À, đấy. Chị ạ. Chị ạ. Mẹ. Mẹ cam, ơi, mà không... mẹ cam có bị say không? Mẹ cam có bị say không? Say, mẹ cam lên đứa đừ luôn. Bí ngô đâu ạ? À? Bí chạy vào trong rồi. Bí chạy vào trong, bí nhanh lắm. Bí đây, 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 Hấu ơi, đi vào đây con ơi. Dưa Hấu với cả Jun đã ngự một phòng. Chết cười. Cà rốt ơi. Cà rốt lại lấy su su này. Su su đây ạ. Đây bác, làm su su đây. Su su đây này. Đây này. Su su này.
loạn người lên nhìn chả chả biết sao thế nào thế nào. Chị Ngô. Bắp với su su ngang nhau. Vâng. Bí Ngô chạy đi người Bí Ngô. Cái ơi. Đây, chui hết cả vào phòng ngồi điều hòa này, không chơi ở ngoài nữa. Khô luôn. Ơi, đây, đây, nằm hết rồi. Thôi, thế là tốt lắm. Hôm trưa nó đang chơi ở ngoài trời nắng, thế mà một hai đứa chạy vào đây là vào hết chỗ này. Ê, Bí Ngô đây nè, Bí Ngô đây nè, em Bí Ngô đây nè. Em bảo mấy khi mà gặp, đúng rồi, chỉ còn cái bé này cũng được cái kia. Hôm nay chị mới thấy là đang ra đây như này. Đấy, bác này vẫn nhận ra các ngô đấy. Bác nhận ra đấy. Bác nhỉ? Bác giỏi nhỉ? Đứa nó không nhận ra. Ngay còn tại còn đông quá nên là bác còn hơi hoang mang một tí. Này là anh Bí Ngô, anh Ngô trèo lên trên sofa. Bí Ngô ơi, không biết ông trong đấy ông cũng một mình ông lên chứ không chịu ở dưới mấy. Ông Bí Ngô lại đại ca chưa? Mình lên rồi. Em nhìn thấy ông này hấu ra cái mẹ rồi, một cái mẹ kìa. Mà ông biết hôm nay ông không hành ông chạy. Đây đây là hai đứa này. Đấy. Một cái nhé. Ừ, phải ở cạnh chân vậy. Đấy. Thôi à. Nhà nào về nhà đấy. Đấy. Nhà nào bấm về nhà đấy. Ông Cam cả người thôi. Ông Cam ông Ngô kinh khủng luôn. Thế là cái Ngô, Bí Ngô với Cam dẫn ngang em đi bao nhiêu. Ngồi xuống đây. Cam nhây lắm. Quay bắt với chị lên nữa đâu. Ngồi yên. Bác với cà rốt rồi, cà rốt rồi nước đầu. Ngồi lắm. Ngồi lắm. Đấy, còn thứ 2 thì dưa hấu, mít. Dưa hấu ngoan ngồi một chỗ. Đấy, đứa nào gù đấy, đứa nào gù đấy. Ôi dồi, ông mít kìa, ông nằm kìa, ông mít nằm vào. Đấy, nằm hết rồi. Ngồi xuống. Cả nó ngồi xuống. Ngồi lại đây. Cái chi hiền. Chi hiền. Con ngồi đấy nhé. Con ngồi đấy chụp ảnh nhé. Ừ, con ngồi đấy. Buổi họp mặt gia đình, đại gia đình của cải mọi người ơi. Buổi họp mặt đại gia đình của cải đây. Chín đứa chút chít. À, không phải. Đây nào. Lại chi trẻ nhau. Mít ơi. Đây là 8. 8 chút chít. Buổi gặp mặt. Mặt gia đình của đại gia đình của cả mọi người ơi. Rất là đông đây. Mọi người có biết đây có bao nhiêu chú chó thuộc gia đình của cả không? Đây là thằng dưa hấu này. Đây là Kim Chi và mẹ Kim Chi. Tiếp theo là củ cải và mít đang nằm cạnh nhau. Đây là bạn. À, bác sinh này. Đây là su su. Đây là Bí Ngô này, Bí Ngô đây. Còn đây cà rốt. Thằng này thằng cam. Chứng tỏ là vẫn cam vẫn lùn hơn cà rốt nhá. Cam lùn hơn. Bí Ngô ơi, Bí Ngô ơi, mất chút tối nhá, chào mọi người nhá. Đi nào đó. Vâng, anh chào chị ạ. Đi chút.